Xin chào các bạn, mình là Liên, mình là trưởng phòng laser tại MD Medical. Hôm nay mình sẽ thực hiện ca laser chỉnh hóa cho khách vừa mới đi biển về và đang bị sạm do nắng. Chị ơi, bước này thì nó sẽ hơi giật mình một chút chị nhé. Chị cứ nó sẽ hơi to.